À, xin chào cô chú anh chị gần xa ha. Thì hôm nay em có một căn nhà và đất được tọa lạc là xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, mặt tiền nhựa kinh doanh Hương Lộ 8 của chú anh chị ha. Thì đây mình đi vô khoảng đúng cỡ 200m nữa thôi là đụng chợ, ủy ban, trường học, ở Bách Hóa Xanh, ngân hàng, đầy đủ tiện ích luôn. Đặc biệt ở đây rất nhiều trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đó, tiêu chuẩn quốc gia của chú chị ha. Thì hướng này mình sẽ ra quốc lộ 22 đường Xuyên Á, nối liền từ Mộc Bài về thành phố Hồ Chí Minh của chú chị ha. Đó, hiện trạng nhà đất mình sẽ quay mặt về hướng hướng đông của chú chị ha. Thì ở đây nhà đất em giới thiệu đến cô chú anh chị mình ngày hôm nay là căn nhà này chú chị ha, với diện tích là 6m, hậu dài 40 full thổ cư đó. Bây giờ mời cô chú anh chị mình vô xem tham khảo ha. Thì đây nhà đất của mình đây, từ mí này mình sẽ kéo ngang qua tới mí bên kia, nhà mình đã rào dây quanh xung quanh kiên cố hết rồi đó. Thì với diện tích là 640 full thổ cư, mặt tiền nhựa kinh doanh Hương Lộ 8. Con đường này rất là đắt đỏ cô chú chị ha. Nó nối liền từ quốc lộ 22 đường Xuyên Á ha, cửa khẩu Mộc Bài thành phố Hồ Chí Minh, sẽ qua Đức Hòa, thành phố Đức Hòa của chú chị ha, về thành phố ha, về cửa khẩu Tho Mo. Nói chung là thông tứ hướng. Bây giờ trước hết cho cô chú chị mình xem cái hướng ha. Đây, nhà mình hướng đông của chú chị ha. Thôi mời đây, nhà mình hướng đông nha cô chú chị ha, nhà mình hướng chính chánh đông ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cô chú anh chị mình xem cái vị trí Google Maps. Đây cái vị trí Google Maps của mình là cô chú anh chị ha, dán bằng cờ nha, đó rất là đông. Rồi bây giờ mình sẽ mời cô chú anh chị mình xem sơ ha. Thì nền nhà chủ đổ hơn đường rất là cao ráo ha. Đây là sân để ô tô, nó bán đám tiệc bàn ghế thì vi vu ha. Trước nhà mình có một cái giếng nước, nhà được có mái che mái hiên đầy đủ ha. Đó, mặt tiền kinh doanh buôn bán gì cũng được, thuận tiện kinh doanh. Đây là nhà của mình đó, cô chú anh chị thấy ha, nhà sáng sủa rất là đẹp ha, nhà còn mới bao đẹp, vô ở ngay, kinh doanh gì cũng được đó. Hiện tại thì mình thấy là một phòng khách có hai phòng ngủ nè. Phá hả? Có hai phòng ngủ. Có sao đâu, cho người ta coi, tại vì số tiền lớn mà, phải coi nhà cửa sao chứ. À, phía sau mình có đường lối đi riêng này của chú chị ha, từ trước xuống ha, cũng như là dặn như là anh Lời vậy đó. Cái sổ nãy đâu rồi cô? Cô để gì đó. Rồi trước hết cô mở phòng thì cho cô chú anh chị mình xem cái sổ ha. Đây. À, sổ này sổ 2006 của chú chị ha. Thì trước kia là ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, nhưng bây giờ là xã Phước Bình. Hai xã Phước Lưu và Bình Thạnh bây giờ gộp lại thành xã Phước Bình. Nó với diện tích là 230 ha. Thì hình thức sử dụng riêng. À, tất cả là full thổ cư. Đất ở nông thôn của chú chị ha. Thì đây là hình dạng của thửa đất của mình. Nó lộ giới là 15 m. Thì cái hậu nó dài tới 38 là của chú chị ha, nhưng là hoàn còn lại là 38 này. Thì đó, nói chung là 6m dài 38 full thổ cư, sổ mình 2006.
Rồi bây giờ mời cô chú anh chị mình xem cái hai phòng ngủ ha. Phòng khách thì cũng vừa xem rồi, bây giờ xem cái phòng ngủ của mình. Đó, phòng thì rất là đẹp cô chú anh chị ha, không có tì vết gì ha, quá ok. Dạ. Rồi qua phòng thứ hai. Cái này là mình bán tặng hết nội thất hay là lấy cô chú cô? Tặng là bán nhà thôi phải không? Còn đồ lấy đi đúng không? Rồi. Rồi, dạ. Rồi rồi. Có gì rồi đó liên hệ sau ha. Rồi. Bây giờ mình xem tới phía sau ha. Đây là nhà tắm, nhà vệ sinh luôn không? Nhà tắm, nhà vệ sinh. Bồn nước đâu? Bồn nước ở trên đây ha. Đó. Nhà này được cái hậu rất là dài, full thổ cư. Cô chú anh chị quan tâm liên hệ em ha. Thì cô chú thấy ha, thì từ mấy này tới mấy tường đó là hết đất của mình. Giúp bức tường bên kia là của anh ta đúng không? Rồi mình tới có cục gạch đó thì nói chung là bỏ đầu gạch là của mình. Rồi em cập nhật lại cô chú anh chị mình ha. Đất mình tọa lạc là xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng. Ngày xưa là ấp Bình Hòa, bây giờ là ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng. Từ vị trí nhà đất mình sẽ ra về bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh, tầm khoảng coi 40, 50, tầm 50, 55 cây đổ lại của chú chị ha. À, thì cô chú anh chị mình quan tâm liên hệ em qua số điện thoại ha, để trên màn hình. Thì với giá hết nhà đất này chủ mong muốn là 3 tỷ. Đó, cô chú anh chị mình thiện chí thì chủ bớt thêm đọc giấy tờ. Đó. Xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm và theo dõi ha.